Ngôn ngữ ký hiệu là một hệ thống giao tiếp bằng dấu hiệu trực quan, được sử dụng bởi người điếc thay cho lời nói. Ngôn ngữ ký hiệu là khác nhau tùy theo khu vực. Người điếc Việt Nam sử dụng ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam. Những người điếc ở các quốc gia khác cũng sẽ nói ngôn ngữ ký hiệu của quốc gia họ. Đúng vậy, ngôn ngữ ký hiệu là một ngôn ngữ. Khoảng 200 năm về trước, ngôn ngữ ký hiệu đã được sử dụng. Tuy nhiên, nó chưa được công nhận. Ông William Stokey là một giáo viên người nghe, phụ trách dạy môn tiếng Anh. Quan sát thấy những người điếc giao tiếp với nhau bằng ký hiệu, ông quyết định mời hai người điếc tham gia vào nhóm làm việc và thảo luận. Cùng nhau phân tích, nghiên cứu và chỉnh sửa, họ đã phát minh ra hệ thống ký hiệu có tên tiếng Anh là Stokey Notation. Ban đầu, công trình nghiên cứu này đề cập tới ba thành tố của ngôn ngữ ký hiệu bao gồm hình dạng bàn tay, vị trí của tay, chuyển động của tay. Trong quá trình phát triển hệ thống ký hiệu, một thành tố được bổ sung đó là chiều hướng của lòng bàn tay. Hệ thống ký hiệu này được phát minh nhằm giúp hoàn thiện vốn từ vựng ký hiệu. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn còn thiếu thành tố thứ 5. Thành tố thứ 5, biểu cảm, đã được thêm vào trong quá trình phát triển của ngôn ngữ ký hiệu. Hiện nay, 5 thành tố của ngôn ngữ ký hiệu giúp chúng ta hiểu được cấu trúc từ vựng của ngôn ngữ ký hiệu. Từ đó đưa ra được khái niệm từ vựng trong ngôn ngữ ký hiệu. Quan trọng hơn, điều này đồng nghĩa với ngôn ngữ ký hiệu là một ngôn ngữ. 5 thành tố của ngôn ngữ ký hiệu đã được chia sẻ học hỏi ở khắp nơi trên thế giới. Bạn ơi, bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày 23 tháng 9 đã được Liên đoàn Người Điếc Thế Giới ghi nhận là Ngày Quốc tế Ngôn ngữ Ký hiệu. Người điếc chính là người sáng tạo ra ngôn ngữ ký hiệu. Chính vì thế họ có quyền quyết định, nghiên cứu, sáng tạo ra những từ vựng ký hiệu mới. Tất cả chúng ta cần tôn trọng điều đó. Các bạn à, nếu các bạn muốn học ngôn ngữ ký hiệu, muốn tìm hiểu về ngữ pháp và những kiến thức khác nữa, thì hãy để chúng tôi giới thiệu cho các bạn những trung tâm, trường học và những đơn vị khác như ở hình sau nhé. Hôm nay là ngày 23 tháng 9, khắp nơi trên thế giới đều tự hào tôn vinh ngôn ngữ ký hiệu. Trẻ điếc được nhận nền giáo dục sử dụng ngôn ngữ ký hiệu sẽ được phát triển bình đẳng với những trẻ khác. Người nghe có ngôn ngữ lời nói, người điếc có ngôn ngữ ký hiệu, hãy tôn trọng sự khác biệt và đa dạng này. Đâu cần phải ra sức đối chọi. Tất cả chúng ta hãy cùng đoàn kết và gắn bó nhé.